Mà đám người các ngươi, ta không muốn ác cũng phải ác à? Con người làm gì mà công chúa giận dữ vậy? Hồi đó ta còn trẻ đẹp, còn yêu đời biết bao nhiêu. À, tên này chắc cũng là tên phá hoại sơn lâm. Cái tên kia, người là ai? Ừ, nàng. Ai đưa lối cho chàng đến đây vậy? Ta vốn dĩ là một thợ săn, mỗi lần ta dương cung ra là Chàng ơi, mới đó mà chúng ta đã yêu nhau được một năm rồi đó. Ta yêu cuộc sống dội, ta không còn lo tu luyện. Cha ta đã quyết định từ ta và đài ta xuống đây. Tên đó không phải là người tốt như ngươi nghĩ đâu. Rồi ngươi sẽ sáng mắt ra. Kể từ hôm nay ta sẽ tự ngươi. Đài ngươi ở lại chốn rừng núi này. Phụ vương, nhưng mà dù gì công chúa cũng được sống hạnh phúc với tình yêu của mình mà. Hạnh phúc cái con khỉ. Từ ngày thiếp được ở bên chàng, thiếp cảm thấy thật là tự do. Ta cũng sắp được, ta sắp được ung dung tự tại. Chàng nói vậy là có ý gì? Ý ta nói là ta ở bên nàng, ta rất là thoải mái. Chàng ơi, thiếp mới uống có vài ly mà sao đầu óc choáng váng. Nè, bây giờ nàng nhìn thẳng vô mặt ta nè. Nhất, nhị, tam, xỉu.